Để hạn chế sự lây lan và phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết, thời gian qua tại Quảng Bình, ngành y tế đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xử lý ổ dịch kịp thời và phun hóa chất diệt muỗi chủ động trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Ngành y tế cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời bảo đảm công tác vật tư, hóa chất, thuốc cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng rất là mong muốn đấy là toàn thể cộng đồng cùng chung tay vào để phòng chống sốt xuất huyết, đặc biệt là về mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc mặt trận, rồi các em học sinh cùng chung tay để vệ sinh môi trường, để giải quyết tất cả những vấn đề phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đổ tất cả các cái vật dụng chứa nước mà có thể sản sinh bọ gậy. Hiện tỉnh đang tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo dự báo đến hết năm nay, dịch sốt xuất huyết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.